Hoàng Thị Loan buồn sau trận thua đội tuyển Bồ Đào Nha, quyết tâm có kết quả tốt với đội tuyển Hà Lan. Sau trận thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân tập để khắc phục những điểm còn sai sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ, khi kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy rất buồn vì mình đã thi đấu tốt, nhưng chỉ một vài tình huống mà đội đã phải nhận bàn thua không đáng có. Bầu không khí của toàn đội thực sự không được vui như sau trận đấu với đội tuyển nữ Mỹ. Dù đã thi đấu hết mình nhưng đội vẫn chưa thể tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên trưởng.